Xin chào cả nhà, mà cả nhà sẽ cùng mình đi tham quan cái quần thể chùa Tam Trúc, xem là ở khu quần thể Tam Trúc này có những địa điểm nào đẹp để cho các bạn trẻ review nhé. Đầu tiên thì chúng ta nhìn và bước qua một cái cây cầu để đi xuống khu mua vé và chuẩn bị đến bến thuyền. Sau đó chúng ta sẽ đi trên cái hồ, trông cái hồ từ trên xuống thì nhìn có vẻ hao hao giống vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh. Đây, chúng ta bước vào khu du thuyền, xuống thuyền. Buổi sáng ngày hôm nay thì xuống thuyền thì có vẻ là gió và sóng cũng hơi to, ngồi trên cái thuyền nhỏ nó hơi chồng chành một chút. Nhưng chúng ta nhìn thấy là mọi người cũng rất an toàn, đều mặc áo phao cho nên cũng không lo lắng lắm. Cảm nhận của tôi khi ngồi dưới thuyền ngắm cảnh vật xung quanh ở nơi này thì thấy là tương đối là đẹp, là phong cảnh tương đối là giống vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Không khí ở đây tương đối là trong lành mà mát mẻ, tuy sóng và gió cũng hơi to một chút, nhưng mà có một cái phần là các cái bác chở thuyền ở nơi này thì đi tương đối là nhanh, vì vậy là ban quản lý khu di tích nên có một cái chế tài nào để cho người ngồi trên thuyền có thời gian ngắm cái cảnh vật ở xung quanh lòng hồ nhiều hơn thì tốt hơn. Đã đến một vùng núi cao, gặp em trong hương sắc mèn tình, dạo bước xuân say khắp ngàn hoa, nụ cười em nắng lên sưởi ấm đất trời. Chúng ta đang di chuyển tới khu đây gọi là khu cột trống trời. Mặt trời đã đây gọi là ấy đi hả? Đi cùng đoàn có rất nhiều các thầy giáo cô giáo này. Kia không phải là lư hương, đây là bạc, bạc dầu ấy. Khu quần thể chùa Tam Trúc là một cái nơi cũng đang được xây dựng và trùng tu. Vâng, đi cùng đoàn có đồng chí hướng dẫn viên du lịch. Vâng, chào mọi người nhá. Xin mời cả nhà hướng theo lối này để lên chùa Ngọc, một ngôi chùa tương đối là cổ kính từ thời Trần. Ui các bạn ạ, đi một mới mới được nửa đường đã thấy mệt lắm rồi các bạn ạ. Quá mệt. Tiếp nước kìa. Đấy, có bà chị rất chi là ga lăng. Tiếp cho thêm chai nước rồi. Cảm ơn chị nhá, nước ngọt. Đấy, đi cùng mấy bà chị này cũng thấy mỏi chân rồi này. Khung cảnh rất là hùng vĩ ở nơi đây nha, dưới một cái thung lũng rất đẹp. Đấy, một cái cao nguyên quá là tuyệt vời. Zoom gần lên này, rất đẹp. Đẹp rồi nhỉ?
thật tuyệt vời. Giữa một cái thung lũng, không còn gì tuyệt vời hơn. Đây này, đi cùng mình có hai cô, nhưng mà rất cố gắng này. Nên cùng đây, một cô Tày, đúng rồi, một cô dân tộc Mường. Cô dân tộc Mường thật mà, Tày thật mà. Chuẩn chuẩn Tày anh ạ. Anh ngày xưa anh ở trên dân tộc Mường bao ngày rồi đấy. Đấy, đằng sau khu mình là thung lũng và những con đường rất là đẹp. Toàn khung cảnh chúng ta nhìn thấy như là đường lên Tây Bắc, như các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, chúng ta nhìn những con đường mòn tương tự rất đẹp. Đứng trên đỉnh của Ngọc, chúng ta nhìn thấy toàn cảnh. Vị trên cạn nhá, view rất đẹp anh ạ, quá đẹp. Ôi trời ơi, nhìn ở phía dưới này mọi người đang ngồi lắm nhá. Phía bên này là thung lũng, chúng ta nhìn thấy ngôi đường rất đẹp này. Nhìn từ trên cao xuống thì chúng ta cứ tưởng tượng đây là đường lên Tây Bắc nhá. Đấy. Đấy, đẹp không ở nhà. Toàn cảnh ngôi chùa Ngọc. Không thả. Chúng ta đi xuống nhá. Tinh thái Tam Phúc, chúng mình đi đến một cái địa điểm mới, đó là Phi Lai Tự. Và trước khi ghé thăm Phi Lai Tự thì là bà chúng mình sẽ ghé vào một cái nhà hàng ta ăn trưa, sau đó tiếp tục đi di chuyển tới một địa điểm mới. Xin chào cả nhà nhá. Bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp này, rất là thường với người Hòa Bình, quê các bạn Lương Sơn Hòa Bình đúng không? À, Tân Lạc. Đây. Rồi, chào bạn gái. Đây là một chị gái, xin lỗi nha. Sốc về gọi bạn gái, anh Ngọc anh giết đi em. Trái tim anh như đã yêu nàng.